Hello cả nhà. Tối nay thì em sẽ chỉ kỹ thêm cái cách làm móng coffin. Làm sao mà cho nó thẳng thì cũng có vài chị nhắn tin private cho em, nói là coi nhiều cái video nói về móng coffin nhưng mà Ngân có thể nói thêm chi tiết hơn nữa được không? Thì em sẽ làm một bộ móng nói về coffin. Và ở đây thì hồi nãy mình làm cái móng này màu trước cho nên là nó hơi bị khác với mấy màu khác, thì tí xíu nữa là mình phải design cái ngón này lại để cho nó go together với những cái ngón trên bàn tay ha. Và đây là cái màu hôm nay của mình xài. Em xài màu số 18 là cái màu pink, màu hồng đậm này. Và ở trên đây là màu số 25, nó là hồng cam cam, hồng cam, để nó đi hai màu nó đi chung với nhau ra rất là đẹp luôn, của Z Blend Collection. Đây, collection này. Nó có rất là nhiều màu nude thì mình có thể mình chọn cái tông màu nào mà mình thích á, mình đi. Thì ở đây là hai tông màu số 18 và màu số 25. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Tay bên này. Để mở thêm một cái đèn nữa cho nó đủ sáng. Rồi, hồi nãy giờ là mình đã vuốt xếp rồi xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ primer. Thì tối nay em sẽ làm chậm lại và em sẽ nói chậm hơn để cho chị nào mà request về cái phần shape á thì có thể coi chi tiết hơn tối nay ha. Thì cái shape móng rất là quan trọng, mình chỉ cần làm ra cái shape móng đẹp thôi á thì cái bàn tay của mình đã đẹp rồi. Hello chị Ngọc, em khỏe. Nè, trước khi bắt đầu thì em giới thiệu cái glue này luôn nè. Cái này là cái one second glue. Nó rất là lâu khô, khi mà mình mở ra mình xài rồi cái ống glue nó giữ được lâu khô lắm, nó không có bị đặc lại. Còn cái này là cái glue mà em mua đại để mà về xài nè, thì khi mở ra xài nó còn nửa ống nè, mấy anh chị thấy không nè, là bên này nó đã bị khô cứng lại rồi. Tại vì chỗ này có thể là nó hơi nóng, nhưng mà khi mà để hai chai thì mình cũng thấy được là chai này vẫn còn xài ngon lành và cái chai này thì nó đã bị khô rồi. Còn về cái độ khô khi mà mình gắn tip á thì chỉ cần 1 second là khô liền luôn. Ịn lên là nó khô, ịn lên là nó khô liền. Hello chị Hương. Đó, anh chị nào mà chưa có cái one second glue thì mình có thể đem về liền nha. Vô là quảng cáo liền. Đây là cái bộ móng hôm nay mình sẽ làm hai cái màu rất là nhã nhặn, phải không mấy anh chị? Ôi em mê cái màu quá. I love this color. I know too. Yeah, màu số 18. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em làm cái một ngón trước ha. Thì sẽ có một ngón đây, cũng có người hỏi em Ngân ơi làm sao làm cái này nó cong được như vậy. Thì cái này là mình phải tự làm, thì nó có thể là nó sẽ take hơi lâu tí xíu, nhưng mà khi mà mình làm ra được vậy thì nhìn nó đẹp hơn là mình dùng cái đồ cắt để mà mình cắt đó. Sorry là ngón tay của em làm quá chất nhiều quá, tối ngày cứ đắp bột lên rồi tháo ra cho nên là cái móng thấy ghê lắm. Mọi người đừng nhìn nhé, bỏ qua. Nhiều người nói sao người làm tay làm ra tay model đẹp mà người tay người làm thấy ghê quá. Thông cảm. Rồi bây giờ em sẽ làm cái ngón đó trước để cho mấy anh chị coi luôn cái cách làm ha. Thì mình đi nửa cái móng trước để mà cho nó định hình cái shape của cái đường smile line của mình á. Rồi bắt đầu mình dùng cái thân cọ để mà mình chỉnh cái smile line lại. Ok, em phải kê cái tay của người mẫu này yên mới được. Thì người mẫu mà bấm phone hoài á, hoặc là khách mà bấm phone hoài mấy anh chị mình mệt. Yep, keep it like that. So it's not moving. Rồi mấy anh chị thấy nó ra cái đường nhọn rồi chưa? Hai bên này nè, mình dùng cọ để mà mình ấy. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng thêm một cục bột nữa to hơn, mình đi từ bên trong cuticle. Đi ra ngoài móng luôn. Thì cái ngón cái lần thứ hai này nè là mình sẽ chỉnh cho cuticle cho nó đều bột hết ở các góc luôn ha.
Cái này mình làm dày tí xíu nó không sao, tí xíu nữa mình sẽ dũa xuống. Còn nếu mà mình làm mỏng á thì có thể là cái độ dày của móng nó không đủ thì mình sẽ lại còn bị phiền hơn khi mà mình đắp lên. Rồi, ra ngoài này thì mình cũng sẽ đi cho nó cong. Mình chỉnh cái đường cong cho nó tương đối ha. Đó, đây là cái cách làm small life của em. Thì mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau. Thì mình làm cái cách nào để mình thấy nó dễ. Thì trước đây em làm một cục bột nó nhanh hơn, nhưng mà tính ra một cục bột thì nó không có đủ thời gian để cho mình làm cái đường này nó cong nhiều, cho nên sau này mình phải làm thành hai cục nó dễ hơn cho mình. Rồi sau đó quay lại tất cả các ngón khác. Thì các ngón khác là mình sẽ làm ombre, và chỉ có một ngón thì em sẽ làm cái cũng là ombre luôn, là hai màu. Thì em sẽ đi số 18 trước lên ngón cái ha. Đây là số 18 của Zipline. Nó ra cái màu hồng, hồng, tím tím. Nói chung là nữ tính đó. Và nó rất là dẻo để cho mình chỉnh. Thank you. Music relax. Bình thường có nhạc, nhưng mà có nhạc cái khi mà em upload cái video lên YouTube để cho mấy anh chị coi lại á thì lại bị phiền, cho nên là không có nhạc nữa. Thì em có công ty nail job có nói là nếu muốn mở nhạc thì chỉ mở nhạc không lời thôi. Thì nói không sao, nhạc không lời thì bữa nào em hit liquid mà đủ á thì thẳng tiện thì em hát luôn cũng được. Mình dễ tắm mà. Đường nào cũng được hết. Ốp. Trời ơi, thiệt là hôm nay em giận con nhỏ này ghê luôn ấy nha. Làm mà không có tập trung nữa. Mình vuốt cho hai bên cho nó gọn vào nha mấy anh chị. Mình vuốt càng gọn càng tốt. Đa phần là mình chỉ đi bên ngoài đi vào thôi. Thì cái này cũng là một phần mà mình chỉnh cái shape của mình ngay từ đầu luôn rồi. Tí xíu nữa mình sẽ không có phải làm shape thêm nữa. Hello Tâm Lê. Ồ, nãy như chị Hương có. Chị Hương C2 em không biết làm C2 lại chưa. Nếu chưa thì dạy em C2. Tại em vừa lo này vừa lo kia nữa cho nên quên. Vậy là sau này mình làm trong nghề nail một thời gian rồi cái mình cứng cỏi lên. Mình bị, nói chung cũng qua nhiều cái sóng gió, mình học được nhiều cái kinh nghiệm á, thì nó làm cho con người mình cứng lên. Chứ hồi xưa có một thời gian mấy anh chị có tin được không, em làm tiệm mà bị dập nhiều thứ hơn lượt quá. Từ landlord rồi từ chủ cũ cũng quậy, rồi thợ cũng bỏ đi cũng quậy. Tới nỗi mà bị stress tới mức mà mình làm mình bị mất trí nhớ. Cả tiếng đồng hồ là mất trí nhớ hoàn toàn luôn á mấy anh chị. Nếu mình căng thẳng nhiều thứ quá đó, cho nên là làm chủ nail cũng phải nói là stress vô cùng. Có tiền hơn thiệt, nếu như mà tiệm mình ngồi mình vừa dũa vừa ấy luôn thì có thêm chút xíu nữa. Hồi nãy giờ bỏ primer lâu rồi cho nên bây giờ em bỏ primer lại một lần nữa ha, để cho chắc ăn, để sợ nó bị rụng. Còn sau này thì giờ bị dập nhiều quá rồi
nên mình chỉ còn chờ để mà mình dập lại thôi. Hết bị stress nặng tới mức vậy rồi. Ok, cái ngón này thì em cũng đi ombre nhưng mà em sẽ đi hai màu khác nữa. Đây là cái tông màu số 25. Số 25 là mình sẽ dùng để mà mình đi ở trên Kiriko ombre xuống màu 18. Nhưng mà song song đó đó thì em cũng là đi màu 25 ở cái phần đầu luôn. Và ở trên Kiriko thì em sẽ đi màu lợt hơn nữa, để cho mình làm cái design lên thì nó nổi hơn. Hai bên ôm vào nè, ôm vào nè, bên này cũng ôm vào nè, bên này cũng ôm vào nè. Mấy anh chị thấy không? Bên này ôm vào, bên này ôm vào, là ôm gọn vào luôn. Rồi bắt đầu chính giữa mình mới vuốt từ từ để mình lấy, mình cân bằng cái mặt móng lại và chỉnh cho hai bên nó đều trước khi mà mình finish cái móng. Thì như vậy nó ra cái móng của mình, cái shape của nó ra định hình sẵn luôn rồi. Mình vuốt hai bên, mình vuốt hai bên nó ôm giờ thì cái móng của mình hai bên đây nó sẽ rất là thẳng, và chính giữa thì nó dày hơn. Hello chị Kim. Rồi bây giờ mình quay lại cái móng này, nó tương đối nó cũng đã gần khô rồi, nó mềm rồi. Bây giờ em sẽ đi ombre hai ngón này trước đi ha. Cái này á thì em sẽ xài bột số 25. Cái Zipline Starbucks Lover Collection là cái collection cách đây 3, ra đời cách đây 3 năm luôn. Lúc đó là em có bầu mà mê uống Starbucks lắm. Cho nên là thấy những cái màu nước mà mình order đẹp quá đó. Rồi lúc đó thì mình cũng là người chọn màu bột và làm cái formula cho bột. Cho nên là mình nói thôi mình lấy luôn cái tên này cho người ta dễ. Nên ai mà thích uống Starbucks thì cũng đi ra mua nước uống được luôn. Và cái bột của Zipline thì coi như là relax. Trong cái Starbucks Collection thì mình làm rất là đã. Đa phần là những cái màu basic thôi. Ok, em sẽ đi thêm một cái chính giữa đây nữa, để cho độ dày của nó cho nó đủ. Quan trọng là cái độ dày của nó ha. Rồi em sẽ vuốt xuống như nè. Rồi bây giờ ở cái phần blend từ chính giữa đi xuống á, thì mình muốn cho nó cover lại, để cho tí xíu nữa khi mà mình dũa nó không có bị bay đi á, thì em sẽ cover lại bằng bột clear. Từ chính giữa đi xuống thôi ha. Mình để bột lên đó cho nó dẻo từ từ đi, không có gấp. Rồi bắt đầu mình vuốt nè, hai bên. Cái phần chính giữa là cái phần mình muốn nó dày, để cho nó không có gãy. Và hai bên mình vuốt vào từ từ. Từ từ ha. Đó, nó ra màu đẹp không mấy anh chị? Trời, qua ngón này. Rồi, sau khi xong cái mình chấm cho cái bột nó đi đều, và sau đó mình vuốt xuống nè. Vuốt cái phần chính giữa ra thì cái bột nó sẽ tự nó blend. Rồi mình vuốt sạch cái khóe hai bên để cho nó sạch cái bột. Và khi vuốt về cái móng của mình nó cũng đã gọn luôn. Đấy, mấy anh chị thấy là nó ombre ra đẹp không? Rồi sau khi xong thì mình sẽ phủ lại bằng một lớp bột clear. Thì cái lúc này là mình sẽ chỉnh luôn cái độ dày của móng.
Thì nếu mình cảm thấy chính giữa đó chưa đủ dày thì mình sẽ đi bột clear cao lên tí xíu. Còn nếu đã đủ dày rồi thì mình đi thấp hơn tí xíu. Dạ có chị. Chọn bộ của Ziblend mình có tới 120 màu luôn á. Còn của Starbucks Lover Collection đó thì nó là 25 màu. Hai bên ôm vô là nha mấy anh chị. Lúc nào anh chị cũng thấy em vuốt hai bên em vuốt vô nè. Thì cái phần chính giữa móng nó sẽ tương đối là dày khi mà mình cắt cái móng người ta ra đó. Nó sẽ dày và khi dày vậy thì nó sẽ giữ cho cái móng nó chắc. Nó không có bị dễ gãy. Mấy anh chị thấy không? Là cái móng này nó đã khô rồi nè. Em sẽ đắp thêm một móng bên này nữa và em sẽ quay lại để em giũa cái móng đó ha. Cao lên tí xíu nè, bắt đầu buông ra. Rồi bắt đầu mình chỉnh cái cuticle. Mấy anh chị coi thì giúp em share video với nha. Thì tí xíu nữa em sẽ chỉ thêm chi tiết. Mẹ ơi. Để con nói nghe nè. Bấm gọi lại. Rồi em sẽ đi bột clear để mà em phủ lên cái này luôn ha. Cái móng nó ôm rất là gọn và hầu như là nó đã ra luôn cái shape móng cho mình rồi. Tí xíu nữa mình sẽ giũa rất là ít. Đó. Bây giờ cái ngón này nó đã khô đúng không? Thì khi cái ngón này khô. Dạ, số phone của mình là 1888887807 đó chị. Rồi bây giờ cái này nó đã khô rồi thì bây giờ hồi nãy mình đã vuốt cọ rồi nhưng mà để nó ra sắc nét can I have this one? Để nó ra sắc nét giống như vậy thì mình phải dùng cái giũa cây để mà mình giũa nó mới ra sắc nét chứ thôi nó cũng không có sắc nét được như vậy đâu. Đó. Ồ tối nay em vẽ bông giống cái bông quá ta. Rồi bây giờ mình sẽ giũa ha. Mình sẽ dùng cái cọ, cái giũa mịn thiệt là mịn để mà mình giũa cho nó ra cái đường sắc nét trước và canh hai bên cái đường này nè cho nó lên cao cho nó bằng nhau. Thường á mà làm mấy cái móng này, mấy cái móng mà smaller dài á mà làm cực á thì em sẽ tính tiền khách thêm. Giống như là bình thường nếu mà em làm thiên ngành quay thường thì em ăn bao nhiêu cái này em sẽ ăn thêm 10 đồng nữa chứ không có làm rẻ. Rồi bây giờ em sẽ đi thêm màu số 54 của cái Ziblend ha. Đi thêm màu 54 lên trên này. Thì 54 là tương đối là nó lợt hơn. Em để lên cái em vuốt xuống liền luôn cho nó blend ra nhau trước đi. Đó. Nên chị thấy nó blend nhau không? Bây giờ rồi. Mình để lên và mình vuốt xuống vậy nè. Thì cái bột nó sắp lên rất là đều và mấy anh chị thấy cái ngón này nó lợt hơn hai ngón kia không? Để cho nó có cái tông màu tương đối là khác và mình dùng cái đầu cọ để mình vuốt nè.
Đó. Vậy thì cái cuticle nó đã sạch cho mình luôn rồi. Chút xíu nữa mình sẽ dũa, mà lần này chỉ cần dũa là dũa mịn thôi. Rồi sau đó thì em cũng sẽ đi bột clear để phủ lại. Đó, thả xuống, nhủi cái đầu, cái móng xuống để cho bột nó chảy xuống, nó đừng có chảy ngược trên cuticle. Rồi mình dùng đầu cọ, mình phải nhúng cây cọ vào liquid trước ha, để cho cây cọ nó có đủ liquid, và dùng đầu cọ để mà mình vuốt hai bên, vuốt xuống từ từ nè. Ôm vào, bên này cũng ôm vào. Đó, mấy anh chị thấy không, mình ôm gọn vào thì cái bột của nó sẽ giúp cho cái móng của mình nó ra cong, và độ dày cũng tương đối là từ đầy đủ cho tới dư luôn cho cái phần chính giữa móng, để cho nó support cái móng nó không có bị gãy. Dạ, em đang xài bột Crystal Clear and bột Z-Blend, tất cả các màu là bột Z-Blend. Rồi bây giờ tới cái ngón này thì mình sẽ dùng bột màu hồng. Này đang lẽn ngón bên kia thì em phải dùng bột màu hồng này á, mà đắp cái ngón đó trước, cho nên là mình chưa chọn cái tông màu chuẩn, cho nên là ra nó hơi bị đậm hơn, nhìn nó lệch tông nhau, đi chung một tông thì nó mới đẹp. Đó, em đi xung quanh cái viền. Đi xung quanh cho nó có cái viền màu ha. Bên này cũng vậy, mỏng thôi, cho nó có cái viền màu là được rồi. Rồi sau đó em sẽ dùng bột Clarins Glitter màu trắng. Đây, để mà mình đi bên dưới. Và em dùng thêm cái bột cái này là cái glitter, cái holographic glitter màu hồng lợt hơn, màu hồng, cái này là hồng của hồng này là hồng gì ta, hồng này nó giống như là hồng rose gold á, nó cũng đi chung được với tông này, để mà mình ở trên mình ôm ray xuống cho nó từ đậm, từ lợt tới đậm á, thì mình sẽ nhúng cây cọ của mình vào bột clear trước một tí xíu, nhúng vào cái hũ glitter, và sau đó mình sẽ để lên. Thì như vậy á, có nhiều người hỏi em cái glitter này mình có phải mix bột không? Em nói là thật sự nếu mà để mình xài cho tất cả mọi thứ, nếu mà mình mix bột rồi á thì mình chỉ xài được cho bột thôi. Mình không có xài được cho gel, mình không có xài được cho gel builder hoặc là gel thường. À, cho nên là được thì mấy anh chị cứ để cho nó nhỏ cho nó nằm trong hũ. Rồi mình xài tới đâu á thì mình lấy cây cọ mình nhúng một tí xíu bột clear, mình nhúng một tí xíu glitter. Rồi bắt đầu mình blend nó ra. Mấy anh chị còn thấy không? Thì cho nó thấy cái line màu hồng ở bên dưới nha. Nó vẫn thấy cái line màu hồng để cho nó nổi lên. Cái đó nó giống như cái highlight của mình đó. Đó. Đấy, một bên mình đi một bên trước. Rồi bây giờ quay qua tới bên kia, mình nhúng vô trong cái bột glitter. Bắt đầu mình blend nó đều ra nè. Mình dùng đầu cọ mình blend nó ra. Cái này anh chị không có cần phải cắt cái deep smile line giống vậy. Mình làm bằng cái đồ cắt bình thường cũng được, nhưng mà với cái cách này thì mình làm cái kiểu này ra nó tương đối là nó cũng dễ. Đó, nhìn cho nó có đậm có lợt đó, thấy nó nổi hơn không? Vậy là xong. Sau khi xong rồi thì mình sẽ lấy bột clear để mà mình phủ lại thôi. Thì bột clear em cũng sẽ đi vậy á, em đi một bên trước.
để đẩy lên cho nó đủ một bên trước ha. Make sure là nó đủ để khi mình giũa nó không có bị mất. Đó, take care một bên trước đi, còn bên kia thì không sao. Rồi mình để lên, mình tương đối thôi. Rồi để đó cho nó khô. Quay qua bên này, lấy một cục bột cho nó đủ cái bên hông á, cũng thả xuống và kéo lên cho nó đủ bên này, cho nó đầy đủ đi ha. Rồi và mình chỉnh cái độ dày của bên hông cho nó tương đối lại với nhau, hai bên cho nó tương đối lại, ôm vào. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái phần này nãy giờ mình chưa đụng tới, thì mình sẽ dùng thêm một cục bột lia nữa để mà mình đi phần đầu. Để mà mình đi phần đầu móng, ôm vào bên này, ôm vào. Cái độ dày của nó là mình phải canh cho nó đủ ha. Cái móng này là tương đối là dày, cho nên bắt đầu tới chỗ này là mình có thể mình đập cho nó đều ra. Nó dày hơn chút thì mình giũa được, nhưng mà nếu mà nó bị mỏng á, mình phải đắp thêm thì nó cực lắm. Cho nên em nó thà dư hơn là thiếu. Lúc nào em làm cũng với cái phương châm đó hết á, thà dư hơn là thiếu. Dư thì bỏ đi được, còn thiếu thì phải thêm nữa. Tại vì cái đắp bột thì lúc nào cũng dư hết á. Cho nên là số là xưa đi làm thợ ít, chứ làm thợ nhiều chắc chủ nó cũng đuổi hoài dài dài. Tại vì đắp bột hao quá cứ dư hoài. Ok rồi, vậy là xong cái móng của mình. Bắt đầu mình quay sang mình sẽ giũa xếp ha. Đây là mấy màu mà em xài hồi nãy, thì em xài màu số 18 là màu hồng đậm, màu số 25 là màu hồng lợt, và màu số 54 là màu lợt hơn nữa. Thì trong tông, những cái tông màu nude của bộ Z-Blend mình nó có nhiều tông màu lắm. Ngày mai em sẽ cho mấy anh chị coi những cái tông màu nude mà bán nhiều nhất, chạy nhất mà mình xài nó là dễ nữa. Rồi bây giờ quay lại đây, mình sẽ giũa cái ngón nào mà hồi nãy mình đắp trước á, thì bây giờ mình sẽ giũa cái ngón đó trước, tại vì nó đã khô rồi. Tới cái phần giũa shape này nhé. Đó, rõ vậy là biết là đã khô rồi. Mình sẽ giũa cái phần đầu ngang. Khi mà em giũa ngang là em cứ giũa thẳng, để cái giũa thẳng mà mình giũa thôi. Và bắt đầu đè hai bên cái cuticle xuống nè. Này, khi mình đắp đó, khi nó sẽ bị tràn ra bên ngoài để mà mình đắp nhanh á. Rồi mình sẽ dùng cái để làm bột, có thể em xài cái giũa 100. Giũa này là 100 và 180, mặt bên 180 em xài làm dip, mặt 100 thì em xài làm bột, tại vì nó sẽ nhanh hơn. Rồi, giũa thẳng cho nó ra cái đường thẳng vậy đi ha. Khi nó ra cái đường thẳng rồi thì bên hông nó vẫn có thể chưa sắc nét nếu như mà mình không giũa bên dưới. Thì mình sẽ xéo cây cọ qua để mình giũa sạch cái đường bên dưới luôn. Thì cái mặt ở trên này của mình, mấy anh chị thấy là cái độ nét ở bên này và bên này nó khác xa nhau đúng không? Bên này mình chưa giũa. Bây giờ mình sẽ giũa luôn, em chỉ giũa thẳng thôi. Mình để mình canh lên chỗ cái góc này của cuticle nè. Cái ngón người ta dài vậy, đúng không? Cái cuticle nó dài vậy. Em canh nó tới phần nửa ở chỗ này nè. Tới phần nửa chỗ này, thì từ chỗ này đi thẳng xuống cái đầu móng. Rồi mình giũa một cái đường thẳng. Mình phải nhìn, trước tiên mình phải canh cho nó đều hai bên. Và mình nhìn mình trong đầu mình đó, mình phải tưởng tượng ra hai cái đường cho nó đi vào, nó phải đâu đầu vào nhau và nó thẳng, nó đều. Sau khi mà xong thẳng rồi thì mình sẽ giũa, xéo cái giũa xuống một chút xíu để mình giũa bên dưới.
cho nó sạch một cái nữa thì nó sẽ ra cái móng của mình nó nét hơn. Đó, vậy là xong cái móng của mình. Đây là cho mấy chị mà request vữa sếp nè. Và cái phần đầu lúc nào em cũng vữa cái phần đầu trước đi để cho nó có cái đường cố định mà mình nối hai cái điểm bên ngoài vào. Đẩy hai cái phần cuticle người ta xuống. Bắt đầu mình thấy cái đường này nó cong đúng không? Chỗ này nó hơi mập. Thẳng xuống đây. Nhìn nó đã tương đối rồi nhưng mà thực sự nó chưa có ra nét. Thì mình sẽ để cái vữa vào đây, mình vữa thẳng xuống. Nối thẳng là mình cứ kéo thẳng thôi. Mình không có cần phải cong quẹo gì hết. Nối thẳng là mình cứ cầm, mình kéo thẳng. Thẳng hoài từ trên dưới. Và canh đừng có để nó bị méo qua một bên. Rồi sau đó mình sẽ để cái vũa xuống dưới lòng ở dưới lòng của móng xéo á. Bên này một cái nữa để mà mình vũa sơ cho nó sạch và nó ra được hai cái đường móng hai bên nó tương đối, nó phải đều nhau. Đó. Lúc nào cũng vũa cái đường thẳng trước ngoài trước đầu nè, để cho mình định hình rồi mình nối bên trong ra mới dễ. Nếu mà cái phần đầu mà mình chưa vũa đó thì nó vẫn còn cong cong thì từ cái đường cong đó nó sẽ rất là khó để mình đi hai cái đường bên trong ra cho nó thẳng. Đè cái móng người ta xuống ha, để cho nó sạch sẵn luôn chút xíu nữa mình không có cần phải vũa nhiều quá. Rồi mình đi hai bên từ từ để cho hai cái đường nó đâu lại với nhau và nó đồng đều chứ không có cần phải gấp quá. Từ từ thôi. Vừa cái đầu cho nó thẳng này ha. Đè cái này xuống. Đè bên này xuống cho nó tách cái bột ra. Và khi mà nó đã tách ra rồi mình vũa đó thì cái móng của người ta nó sạch luôn. Chút xíu nữa mình không có cần phải đi cái đầu vũa sắt vào trong cái cuticle nữa. Đó, nó ra cái shape thẳng chưa? Mình coi cái bên dưới nó có bị dính bột gì không thì mình sẽ vũa thêm một cái lớp như vậy nữa. Rồi, bây giờ cái ngón này đã khô chưa? Mới, ngón này mới nhất cho nên là chưa khô. Rồi bây giờ em sẽ phủi cái bụi này đi tí xíu. Cái tay mà người ta dính bột rồi tay mình dính bột nữa cái mình hơi khó chịu quá. Bắt đầu mình sẽ đẩy cái cuticle người ta ngược lại hết nè. Mấy anh chị thấy rõ không? Mình sẽ đẩy cuticle người ta ngược lại hết đi. Mình sẽ vũa cuticle một lượt luôn ha. Và hôm nay thì em sẽ vũa bằng cái đầu vũa giấy để cho mấy anh chị nào mà sợ vũa đó thì cũng có thể xài cái đầu vũa giấy cũng được. Mà đầu vũa giấy thì nếu mà mình đẩy mạnh vào cuticle quá thì nó cũng có khả năng làm chảy máu nha, chứ không phải là không đâu. Rồi em xài cái đầu giấy mịn á. Tại cái cuticle mình đắp mà mình đắp từ dưới đắp lên cho nó gọn rồi đó thì mình chỉ cần đi cái mình có thể đi cái đầu giấy này vào. Ủa? Sao nó hơi bị tưng vậy ta, em gắn hơi xa. Rồi mình phải đè cho cái cuticle nó tách ra khỏi cái da người ta, nó tách ra khỏi cái bột đi thì cái đầu giấy của mình đi vào nó mới gọn. Và cái đầu giấy này thì mình đi luôn cái mặt móng và hai cái khớp hai bên luôn cho nó mướt luôn và nó cũng sạch bình thường. Mình phải nhìn cho làm sao cái móng thật, mình phải nhìn thấy là đã tới cái móng thật rồi thì mình mới ngưng. Và thường đi đầu giấy thì nó lại ít bị phạm xuống cái móng thật để làm thành cái đường lai mà bị diff ăn xuống, bị ăn xuống mấy anh chị, bị ăn xuống móng. Cái đầu giấy nó lại hạn chế cái phần đó hơn. Đó, cái này thì mình phải luyện đắp cái cuticle cho nó gọn thì mình sẽ chỉ cần vũa đầu giấy thôi. Cái móng của mình, cái mặt ở trên này nó đã xong rồi. Hai bên này nè, khi mình vũa nó sẽ có đường thẳng thì mình sẽ vũa cho nó mòn cái đường thẳng nó xuống, nó ra cái độ cong tự nhiên cho cái móng của mình. Vậy là xong.
cuticle, cái phần chỗ này thì lúc nào em cũng phải dũa cho nó mỏng mà nó lài lài ra, để cho cái móng của người ta khi nó mọc ra nó không có bị dày á. Rồi nè, mình đi nè. Nó phải có một cái đường hở thì mình mới bỏ cái cạnh của cái đầu dũa này vào được nhé. Đó là tại sao mà em phải tách cái móng và tách cái phần thịt của mình và cái phần bột nó ra trước khi mà mình dũa là vậy đó. Và khi mình dũa vậy thì cái lai của nó sẽ soft, nhìn không có bị gắt quá. Bây giờ chỗ này nè, đó. Mình tách nó ra và mình bắt đầu mình dũa vào cái đít rồi cho nó sạch nè. Và tới cái phần này là sạch, mấy anh chị thấy ta tài gửi xung quanh hai bên nó sạch rồi ha. Ở cái đít rồi ở trên nó cũng đã sạch rồi. Đó, bây giờ mình sẽ dũa xếp cái móng này. Cái móng này mình chưa dũa xếp cho nên là mình phải quay lại mình dũa xếp cái móng. Rồi khi hai bên này nè, đó mình dũa chưa sạch thì chỗ này nó chỉ còn dơ chỗ này thôi. Đó, cái móng này thì như nãy em có nói đó, là em đắp cái móng này chính giữa nó tương đối là dày, cho nên là bây giờ mình phải dùng cái dũa để mà mình dũa cho nó mỏng cái phần chính giữa chỗ này xuống nè. Cho nên là cái khớp chính giữa thôi ha. Thì để mà dũa cho nó nhanh á, cái phần giữa đó em sẽ xài cái đầu bằng sắt. Để mình phá cái phần chỗ này ra cho nó nhanh nè. Rồi mình thấy nó ra cái độ cong vừa ý là mình ngưng ha. Rồi chỗ này thì em có thể là em dùng cái dũa này nè, cái mặt mịn của nó đó, để em đi ôm hai bên thẳng từ dưới thẳng lên đó. Thì làm cách này thì em thấy là cái form móng của nó ra đẹp hơn. Đó, quay ngang là thấy cái độ cong của móng nó ra rất là đẹp. Rồi, vậy là xong rồi. Mình sẽ dùng một cái đầu dũa khác nữa. Em sẽ dùng cái đầu con. Và em đi từ bên dưới đi lên này nè. Cái đầu này nó có độ cái của nó từ nhỏ tới lớn, cho nên là ngón nhỏ mình cũng đi được, mà ngón lớn thì mình chỉ cần mình thấy vào vậy thôi, nó sẽ ra cái độ cong của nó đều mà nó đẹp hơn đó. Vậy là xong buffer thì đi luôn những cái phần bột dính xung quanh cái da của người ta ha, để cho nó sạch luôn. Và đừng có mạnh tay quá, không thôi nó đau. Khi mình đi xung quanh cái da thì nhẹ nhẹ thôi. Một set Swarovski của mình là 301 tiền. Là nó đủ các kiểu luôn á. 20, nhưng em nhớ là 16 kiểu. Là size mấy size nhỏ. Rồi sau khi xong thì mình sẽ quay lại một lần nữa
và mình chỉnh cái đầu móng. Cái lúc này là mình sẽ thấy được cái đầu móng của người ta và nguyên cái móng luôn là nó có thẳng hay không, rất là rõ. Cho nên là không bao giờ em bỏ qua cái bước này hết á. Cái lúc này là cái final fix lại của mình luôn nè. Fix làm sao nó để y chang vậy luôn đó. Tại vì mình đã buffer, mình đã shape, đã buffer, đã vũa cuticle. Everything xong hết rồi, tới lúc này là xong luôn. Đó, và đây là xong cái bộ móng của nè mình rồi nè. Can I see the audio? Đó, mấy anh chị thấy dễ thương không? Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ chuyển sang mình làm cái phần design. Thì cái móng này giờ bên hông này nó còn dính tí xíu. Em sẽ vuỗ cho nó chóc ra luôn. Ok. Bây giờ tới cái phần design. Thì cái ngón này là em sẽ giữ mát và tất cả cái ngón còn lại thì em sẽ đi shiny và gắn hộp xoàn. Thì bây giờ em sẽ sơn cái mát trước ha và gắn cái hộp xoàn và gắn cái đi học chui đi chứ. Cái mát top á, thì em sẽ xài cái velvet mát top của Journal để nó ra cái mát đẹp, thiệt là đẹp, đẹp như nhung á. Và không có cần chùi, mình chỉ cần hơi đèn là nó đã mát rồi. Và đẹp lắm lắm. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn 30 giây. Ok, trong thời gian mà người ta hơi đèn thì em sẽ chuẩn bị một cây cọ 3D. Bless you. Bless you. Và cái bột mà để em làm cái bông đó, thì em sẽ xài luôn cái hũ bột màu số 16 ha. Ồ, 18 chứ nó lộn. 18. Where's number 18? Oh, yeah. Rồi và cái liquid thì em xài cái liquid bình thường thôi. Liquid mà nãy mình đắp á. Trước đây thì em cũng hay pha vào trong một tí xíu cái acetone, nhưng mà sau này thì em không có pha nữa, em cứ để vậy mà em đắp luôn hả. Ok, mình cần cây cọ 3D. Dạ, yeah, this is 3D brush, cây tròn, cây đầu tròn. Rồi. Và một miếng khăn giấy nhỏ thôi. Cái này thì cũng ít hao khăn giấy lắm, cho nên là mình xài miếng nhỏ. Em xài thì em cũng tiết kiệm khăn giấy lắm mấy anh chị. Rồi thì bắt đầu mình sẽ đi những cái đốm tròn và canh cho nó đều ha. Rồi sau đó mình để nó, để cái cọ ngược lại và ịnh xuống nhẹ ăn cái thôi. Em sẽ không có spend nhiều thời gian quá trên một cánh, tại vì cái bông này nó đơn giản, cho nên mình tương đối mình làm cái cánh nó cũng đơn giản. Mình có thể một lần mình đi hai cánh cũng được, tại vì mình cũng phải đợi cho cái cánh khi nó dẻo thì mình mới quay qua cái cánh này. Bắt đầu mình quay lại cái cánh bên này để mà đè chính giữa vậy thôi. Bông này là một trong những cái bông đơn giản nhất. Mình chỉ cần mình canh những cái hộp bột mình lấy lên nè, cho nó tương đối với nhau là được. Nó có chênh lệch với nhau thì cũng là ít thôi, đừng có nhiều quá. Mình để bên kia cho nó dẻo rồi bắt đầu mình quay qua mình ịnh bên này. Là mình quay qua bên này đã xong rồi đúng không?
Bây giờ mình quay qua mình ảnh tiếp bên này. Bên này mình tách cái cánh nó lên. Xong một cái bông. Bắt đầu quay bên kia mình làm thêm ba cánh nữa. Thì ở đây em sẽ có một cánh. Đi thêm cánh nữa. Ở đây là cái cánh thứ hai. Để lên cái cánh thứ hai xong các em quay lại em mình cái cánh thứ nhất. Cho mình phải đợi cho cái bột nó dẻo một chút rồi mình mới ịn nó mới đẹp. Rồi vào đi cái cánh thứ ba. Bên này mình có thể mình đi tiếp tục ba cánh bên này nữa. Mấy anh chị còn thấy rõ không? Mình đừng có để lâu quá thì nó sẽ bị quá khô, thì như vậy mình sẽ không có ịn được cái điểm chính giữa nha. Cho nó vừa phải thôi. Đây cái cánh thứ hai xéo vào. Đoạn cái thứ ba. Em sẽ để nó bên ngoài tí xíu. Rồi cho nó xéo dần chút. Rồi sau đó thì ở dưới đây bắt đầu mình đi một cánh lớn nhỏ, từ từ mình rơi rác xuống. Ở đây một cánh, hai cái nhỏ hơn, hai bên. Ở đây một cánh, một cái nhỏ hơn nữa đi. Ở dưới đây một cánh nữa đó. Rồi chỗ này nó đã bắt đầu nó dẻo rồi nè, mình để xuống mình ịn chính giữa ra vậy thôi nè. Nó giống như là nó thưa thưa ra vậy đó mấy anh chị. Rồi chỗ này một cái nhỏ thôi. Rồi, vậy là xong cái 3D của mình ha. Tối nay em vẽ 3D nhanh. Tối nay vẽ nhanh. Ok, rồi bây giờ bắt đầu tới bỏ glue gel lên và gắn hộp xoàn. Thì khi mà đi glue gel gắn hộp xoàn thì em sẽ đi luôn một lượt. Rồi sau đó mình quay lại là mình gắn, là mình gắn một lượt. Có nghĩa là đi luôn một lượt thôi, chứ không có cần phải đi tới đi lui hoài. Cái này mình gắn hộp xoàn lên, mình hơ top coat là mình hơ đèn là xong rồi. Tại vì ở dưới là mình đã đi mát top coat rồi. Bây giờ chỗ nào mà gắn hộp xoàn thì em sẽ để glue gel. Và để làm sao để cho nó đủ cái glue gel theo cái size hộp xoàn mà mình muốn. Ví dụ bây giờ mình muốn chỗ đó là cái size nhỏ thì mình đi hộp nhỏ, còn mình muốn size lớn thì mình đi cái hộp lớn hơn tí xíu. Đừng có để nó thiếu glue gel thì cái hộp xoàn nó sẽ bị rụng. Em sẽ phải dùng cái cọ để mà chùi cái phần nó bị rớt ra. Tại vì bây giờ mình hơ đèn là nó y chang vậy luôn, cho nên mình không có muốn là trên cái mặt móng của mình nó có một số cái gel mà nó nằm quằn quại, nó không có nhìn vào cái móng, nó không có được hoàn hảo á. Cho nên là mình phải chùi cái gel đó đi. Rồi và mình sẽ dùng cái cọ gel lì để mà mình đi. Thì cái ngón cái á là em sẽ đi cái cuticle. Thông thường ngón cái là em hay đi cái tí xíu hộp xoàn xung quanh cái cuticle lắm. Tại ngón cái là cái ngón người ta bóng phon, người ta đối mặt với ngón cái rất là nhiều.
cho nên mình đi tí xíu cái hộp xoàn xung quanh cái cuticle người ta nhìn cho nó đẹp. Và quay qua ngón này, hồi nãy ngón bên kia mình đã làm ngón trỏ rồi, cho nên ngón bên này thì em sẽ đi lại ngón út. Rồi. Và tới lúc út. Oh, sorry. Té rồi. Anh chị thấy quay ngang cái là làm cái rầm là ngã liền. Ok, bây giờ em sẽ xài cái mâm hộp xoàn tối nay của mình là 100% hộp xoàn của Journal thôi, không có hộp xoàn của Swarovski. Cái mâm này là cái mâm mình bị mix lộn xộn đó, tấm cám đó mấy anh chị. Số ngân không có làm tấm được cho nên là hộp xoàn đổ là để vậy luôn, chứ không có ngồi lựa lại. Số lậm cám không làm sao á. Chịu khó làm cô cám thôi chứ không có làm cô tắm. Rồi em sẽ đi cái hộp xoàn xung quanh cuticle thôi ha. Mình lựa cái size từ lớn tới nhỏ. Thì trong một cái hộp mà mấy anh chị mua 135 đồng thì nó đã có 4 cái size cho mình rồi, từ lớn tới nhỏ cho mình làm luôn. Và nó có rất là nhiều kiểu trong đó để cho mình gắn nữa. Rồi quay lại cái ngón này thì nó là cái ngón út. Ngón út thì mình đi cái hộp nhỏ hơn, mình không có muốn nó bị bự quá. Nó bự quá thì nó dễ bị thô quá. Rồi bên này nhỏ, trung bình. Hộp lớn là số 16. 16 rồi tới hộp nhỏ là số trung bình là 8. Hộp kế nữa là 5 và hộp kế nữa là 3. Đó, để cho cái móng của người ta nó gọn lại. Và lên những cái hộp này thì em sẽ chỉ có một cái bông này là em đi cái hộp lớn thôi ha, hộp số 8 ha. Bắt đầu tới mấy cái này là em sẽ đi lại hộp số 3. Tại mình đi mảnh khảnh nhìn nó đẹp hơn. Và cái hộp này thì em sẽ đi hộp số 5. Mình để ra một cái mâm gì nè, lúc mà mình làm á, mình pick hộp xoàn em thấy nó cũng nhanh hơn nữa, nếu mà nó không có bị lộn xộn á nha. Cái này là của em bị lộn xộn nhưng mà tương đối nó cũng còn nhanh để cho mình làm. Và cái hộp này là bảo đảm rất là sáng luôn á mấy anh chị. Đó, mấy anh chị thấy nó sáng không? Thiếu một hộp một bên thấy chưa? Khi mà mình nhìn vào mình thấy nó thiếu một cái mình thấy liền à. Mà nó có một cái mà sau này em để ý nó hơi lạ nha. Nhìn bằng mắt thường á, đôi khi mình không có thấy. Nhìn qua cái phone á, thấy rõ lắm. Giống như là nhiều khi mà em kiểm tra cái chất lượng của lông mi á. À, lông mi bên mình này nó có cái loại premium, là cái loại mà cái chất lượng của nó nổi tiếng là đẹp đúng không? Đẹp tới từng sợi lông luôn á. Cho nên là đôi khi mà em kiểm bằng mắt thường, em nhìn hồi cái nhìn lông mi mà nhìn nhiều quá cái mình thấy lông nào cũng như lông nấy, bị quán gà luôn. Cho nên là phải chụp hình bỏ qua cái phone rồi ngồi nhìn thì mình sẽ thấy nó rõ hơn. Không biết có anh chị nào đồng ý với em không? Rồi sau khi xong thì em sẽ đi cái crystal top ha. Bây giờ crystal top mình sẽ đi từ cái ngón này. Chỗ này cái phần glue gel dư thì không sao, mình sẽ dùng cọ để mà mình quét cho nó mỏng ra. Đó, và nhớ là mình đi cái top coat không có được cover cái hộp xoàn, nhưng mà nó được quyền đi sát vào trong chân hộp xoàn để nó cho hộp xoàn thêm một cái lớp top coat nữa bảo vệ xung quanh cái chân. Giống như nếu mà mình đứng mà một tay nắm có cái gì đó nắm cái chân mình đi, một bàn tay nắm thì nó sẽ yếu. Mình đi thêm một cái nữa thì nó giống như là hai bàn tay nắm nên sẽ chắc hơn. Thì hộp xoàn nó cũng vậy đó. Glue gel đã nắm nó rồi nhưng mà mình đi thêm một lớp top coat xung quanh nữa thì nó sẽ chắc hơn. Hai cái màu này đi với nhau em phải nói là nó đẹp tuyệt vời luôn á.
nhau mấy anh chị, hai màu đi chung quá đẹp phải không? Cái ngón này thì nó lạ mắt hơn tí xíu. Rồi bây giờ qua bên ngón này cũng vậy, mình sẽ đi top coat vào chăm sát chân hộp sòn. Và cái phần khớp của cái này nè, mình phải quét cho nó mỏng ra, cho nó blend đều ra. Đừng có để nó có một cái khớp to quá trên cái móng người ta nha. Để cho họ không có thấy được cái khớp nào là cái khớp của glue gel luôn á. Khách hàng sau này họ tinh mắt lắm. Đó. Rồi bắt đầu sau khi xong thì mình sẽ cho hơi đèn. Để giúp cô tìm đâu. Rồi bây giờ trong lúc mà thời gian chờ đợi thì em sẽ quay lại bàn tay bên này. Thì mấy anh chị thấy là cái phần màu chỗ này nó hơi bị khác tông. Cho nên mình có một cái cách để mình thay đổi là mình chỉ có đi hột xoàn để mà mình cover lại thôi. Chứ nếu về để chụp ra bộ hình á thì cái tông màu chỗ này nó bị lệch nhiều quá, nó sẽ không có đẹp. Nó phải là hơi hồng hồng tím tím giống vậy. Ba ngón này đi chung nhau quá perfect rồi. Ngón này á, bây giờ mình phải cover lại bằng cái hột xoàn. Thì ở đây em phải đi thêm một lớp glue gel nữa vào trong cái phần đó. Thì em nói là đôi khi cái người làm đẹp lại không có giỏi bằng cái người khéo che khuyết điểm, đúng không? Đó là tại sao mà mình thấy là nhiều người á, bình thường mình thấy wow, nhìn không có special lắm, không có đặc biệt lắm. Cái nét đẹp nó vẫn là đẹp nhưng mà bình thường thôi. Đó là mình nói tới nhị. Nhưng mà khi mà họ make up lên một cái, trời ơi nhìn không ra luôn á. Mấy anh mà nhìn vào là cứ xỉu lên xỉu xuống lầm. Cho nên là cái mà che khuyết điểm á, là cái người mà khéo che khuyết điểm lại là người giỏi. Thì bây giờ cái lúc này là cái lúc mà mình làm sao để mình che cái khuyết điểm của mình đang có, để cho nó không có bị lộ liễu quá. Ok. Ở đây thì mình sẽ đi một cái hộp lớn chính giữa ha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi đều những cái hộp nhỏ đi lên. Mình đi học trung bình để mình che bớt cái phần màu hồng mà không có cùng tông đó. Mình che bớt nó lại. Mình có thể mình kéo cho nó thấp xuống tí xíu nè. Tại vì ở phần ở trên của nó là cái màu nude thôi. Cái màu nude thì nó không có quan trọng lắm. Quan trọng của mình là cái màu đậm. Thì mình sẽ kéo cho nó thấp xuống tí xíu. Rồi bắt đầu đi lên. Là mình sẽ đi lại những cái size hộp nhỏ từ từ. Để cho nó gọn lại. Nó không có bị thô quá. Gọn lại một chút. Rồi lên trên thì mình sẽ đi gọn thêm nữa hai cái hộp số 3 hai bên luôn. Đó, mấy anh chị thấy là nó đỡ hơn lại rồi đúng không? Khác lại rồi phải không? Nhìn nó nhẹ nhàng hơn rồi thấy chưa? Không có bị chênh lệch nhiều quá khi mà mình che bớt cái màu đậm. Thì sau khi xong á, mình cũng sẽ làm như vậy. Top coat, mình sẽ đi top coat lại. Và nhớ là top coat của mình sẽ không có đi tràn qua cái hộp nhé. Xung quanh hộp nè. Kéo những cái phần glue gel dư ra nè. Đó. Và không cố gắng không tràn qua hộp.
Trời. Nếu mà thấp khớp mà nó dư á, mình phải lấy ra, mình không có được để nó bị dư nhiều quá nhìn nó không có đẹp. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn. Yes. Và bàn tay bên đây, nếu mà bên kia mình đã làm thì bên đây mình cũng phải làm giống như vậy luôn, để cho nó đồng đều. Cái glue gel á, đây glue gel nè. Nó khổ vậy đó. Một bên đã làm là bên khác cũng phải làm theo. Rồi bây giờ em cũng dùng glue gel và mình cũng đi giống như vậy đi. Cái đốm giữa nè, bắt đầu mình đi. Nếu mà mình đi bằng cái cây này thì nó nhỏ, nó gọn hơn. Thì chút xíu nữa mình không có bị dư cái glue gel nhiều quá. Cái dư nó không có quan trọng, dư thì mình lấy ra, quan trọng là mình phải đủ để nó giữ chắc, chứ không thôi nó bị rụng xuống uổng công của mình. Rồi bây giờ em cần một cái hộp chính giữa. Cái này thì mình đi phân nửa thôi. Tại qua phần bên này á, thì mình lại muốn người ta có thể thấy được xung quanh cái thấy được xung quanh cái móng của mình, cái glitter á. Cho nên là mình sẽ đi. Mỗi bên 3 hộp ha. Bên này cũng vậy, 1 ba. Rồi mình đi cái hướng cho nó gom gọn lại vậy nè, để cho cái móng người ta không có bị bè, tại vì công tình mình đã làm cái smile line rồi. Phải nói là che cái line này lại thì em cũng tiếc lắm, nhưng mà bắt buộc, tại vì mình muốn che cái màu đi thì mình phải che cái line đó lại. Tại công tình mình đã làm ra cái line cực mà, phải không? Ok. Rồi, hai hộp nhỏ xíu xíu xíu. Thêm một hộp nữa. Cho nó tương đối, nó cân bằng hai bên ha. Mình chỉnh cái độ cao của nó cho nó tương đối, nó bằng nhau hai bên. Rồi, vậy là xong. Let me see. Đó, hai bên cho nó tương đối nhau, mình thấy không mấy anh chị? Bắt đầu mình sẽ đi top coat. Đừng có để cho nó bị bè ha, vuốt hai bên cho nó gọn lại. Cái top coat của mình là cái lần cuối mình đi mà mình để nó bè thì mình uổng lắm. Hư shape cái móng của mình thì uổng lắm. Đó, cho nó chạm vào trong hộp sò cái viền bên hông thôi, chứ không phải, nó không có đụng, nó không có ảnh hưởng tới hộp sò. Chạm vào cái viền bên hông để cho nó giữ cái hộp sò chắc hơn. Rồi và nhớ cái lớp thứ nhất mình đã đi top coat, lớp thứ hai mình đi á thì nó có thể nó bị loang lỗ một tí xíu, cho nên mình phải đi nhanh tay. Tại vì sao nó loang lỗ? Nó không phải là cái lỗi do top coat, mà tại vì cái lớp đầu tiên mình đã đi rồi thì cái mặt móng của nó bóng quá, mà khi nó đang bóng quá mà mình đi thấp khớp lên nữa đó thì cái độ bám của nó không có, thì nó có thể là nó sẽ bị loang lỗ, nó bị loang ra. Cho nên khi như vậy mình phải đi nhanh, cái đó là rất là bình thường. Nếu mà mình đi lần thứ hai mà nó không có loang, chứng tỏ là cái thấp khớp nó không có đủ bóng. Rồi bây giờ can I see the other hand?
em sẽ đi cái đi cô ôi và chụp hình cho mấy anh chị coi ha. Là phía này cái bộ móng này màu dễ thương quá. Các anh chị nào thích cái màu này không? Số 18. Ta nói cái gì mà số 18 cũng đẹp hết á, gái 18 nó cũng đẹp nữa. Còn 18 là còn đẹp à. Qua 18 nó mới bớt đẹp. Rồi. Vậy là xong. It's off, right? Yeah, I'm gonna remove it. Rồi bây giờ can I have the order hand? Order hand. Em sẽ đi cái cuticle oil để cho mấy anh chị coi cái finished look. Ok, và đây là cái bộ móng hoàn thành của mình. The other hand too, please. Ok. Please keep them together. Ok, và đây là bộ móng hoàn thành của mình đây. Đó. Anh chị nào thích thả tim cho em, nó có động lực. Mẫu này dễ thương không, nhẹ nhàng phải không mấy anh chị? Đó, bây giờ mình đi, mình phối hai cái ngón bling vô nhìn cho nó nổi bật lên và phối cái màu cho nó gần lại cái ngón bên này. Lần sau mình làm thì cái màu nó tương đối nó cũng đã gần rồi, và nhờ mình cover cái phần đỏ lại cho nên là nó sẽ không có bị lệch tông nhiều lắm, nhìn vào nó vẫn đi chung với nhau được, phải không? Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Và hy vọng video này thì em cũng chia sẻ được kỹ hơn về cái phần dũa shape làm sao ra cho nó sắc nét và nó đều. Thì anh chị nào có thêm câu hỏi nữa thì cứ gửi vào nail shop, thì em sẽ trong những cái video hàng tuần của em á, thì em cũng sẽ dành thời gian để mà em chia sẻ được cái kinh nghiệm nào thì em sẽ chia sẻ nha. Và đây là cái màu của Z-Blend, màu số 18 mà, và màu số 18 và màu số 25. Rồi, thank you mọi người và good night.